chắc có một vài bác đã biết đến cái thuốc này rồi, cái vị thuốc này rồi. Thì Quân có một đề nghị với các bác như này: bác nào biết tên cái vị thuốc thứ năm này, các bác có thể là bình luận xuống bên dưới giúp Quân. Quân sẽ có một phần quà đây ạ, một bài thuốc tăng cường sinh lý trị giá là 600.000 đồng, sẽ dành tặng cho bác nào bình luận sớm nhất và chính xác nhất cái vị thuốc thứ năm này. Xin chào tất cả bác. Thưa bác, hôm nay Quân sẽ giới thiệu bác về một cái bài thuốc viêm xoang. Cái bài thuốc này thì sử dụng có 5 cái vị thuốc, mà trong đó có 2 vị thuốc Quân đã giới thiệu với các bác trong các video lần trước rồi. Còn lại 3 vị thuốc thì hôm nay Quân sẽ bật mí với bác về cái bài thuốc chữa viêm xoang. Một cái điều đặc biệt đó là cái bài thuốc này sử dụng là để uống bác nhé, chỉ để uống thôi, không phải là để nhỏ vào mũi hoặc là xông đâu bác. Thì thưa bác, đây là cái những cái bó cái cây bàn tay ma đấy mà Quân đã giới thiệu với các bác trong bài thuốc giúp giải rượu của đồng bào người Dao ấy. Cây bàn tay ma, Quân sẽ quay cận cảnh các bác xem nhé. Cái vị thuốc đầu tiên cũng là cái vị thuốc trong những vị thuốc mẹ của đồng bào người Dao. Chúng ta sẽ đến gần hơn với cái bó thuốc này các bác. Đấy, nó có những cái vân tủa ra bác đây này. Bề mặt nó trắng các bác, đây này, vân đây các bác. Đấy. Tiếng Dao gọi là điệt tùn. Phát âm rất là khó. Còn cái thuốc này gọi là cây bàn tay ma. Thì đây là một cái vị thuốc đầu tiên trong cái bài thuốc chữa xoang. Cái vị thuốc thứ hai nó cũng không thể thiếu được, đó là cái cây đìa sàn xí, hay còn gọi là cây phổi bò đấy. Quân cũng có những hình ảnh về cây này cho bác xem rồi đấy. Là hai cái vị thuốc mẹ trong những bài thuốc của đồng bào người Dao. Đấy, đây là cái thân cây bàn tay ma đấy, bác, thân cây bàn tay ma đấy. Đấy, về là chúng ta cho vào máy và thái, sắt miếng ra, xem miếng mỏng và phơi khô để dùng dần. Đấy, cái vị thuốc thứ hai nữa cũng trên cái bó này bác. Đây này, hôm nay Quân không đi rừng được bác, trời mưa đó, đường trơn lắm, không đi rừng được. Rất may là còn cái bó khô này bác. Đây à, vị thuốc thứ ba các bác. Cái lá hình bầu dục, bề mặt nhẵn, bóng cả hai mặt các bác. Nhẵn cả hai mặt. Đó. Mép nguyên không răng cưa bác nhé. Ở đây chính là lá của dây na rừng các bác. Na rừng. Cái cây na rừng thì nó ở dạng dây như này các bác, dạng dây như này. Đấy, cái dây ở mãi trong rừng già mới có các bác, đi tìm cũng khá là vất vả đấy. Cái quả nó chín, quả nó chín màu hồng các bác, màu hồng màu đỏ đấy. Thì cái cây na rừng này là một trong những vị thuốc rất là hay trong các bài thuốc về sinh lý, người ta cũng dùng đến cái na rừng này. Và trong cái bài thuốc chữa xoang hôm nay thì cái vị thuốc thứ ba này chính là cái dây của cây này các bác. Thưa bác, là có một cái cây người ta gọi là cũng gọi là cây na rừng. Tuy nhiên thì cái loại này nó công dụng nó không bằng cái cây na rừng mà Quân vừa quay cho bác xem đâu. Đây, cái đặc điểm của nó là cái lá nó dày hơn. Và cái lá nó thuôn dài hơn các bác. Nó thuôn dài hơn so với cái cây na Quân vừa quay. Và lá nó không được xanh sẫm giống như cái cây Quân vừa quay cho bác xem. Đây này, thân ở đây. Đấy, nó cũng dạng dây. Cái cây này thì người ta gọi là cây na rừng trắng bác, bởi vì cái lá nó bạc màu hơn, nó trắng màu hơn. Đây này, đó, trắng màu hơn. Đây, nó cái dây nó neo như này. Đấy, khi dùng chúng ta dùng cây na rừng kia bác nhé, dùng cây na rừng mà nó cho quả đỏ ấy. Còn cây này thì nó thường nó không có quả đâu bác.
Đấy, nó rất giống với cây na rừng. Chúng ta không dùng cái này các bác nhá. Không dùng cái này. Đấy các bác đây. Cái cây này thì về cũng chặt ngắn đi các bác, chặt thành miếng đi và phơi khô để dùng dần. Vậy là chúng ta đã có 3 vị thuốc rồi bác. Cái vị thuốc thứ tư nữa cũng rất là hay mà chỉ ở vùng cao mới có cái loại cây này thôi. Quân sẽ lấy ra cho bác xem nhé. Đây các bác. Các bác nhìn giống với cây gì? Nó thuộc họ dương xỉ các bác. Rất giống với cây củ cút. Và trong video giới thiệu về kinh nghiệm đi rừng bị khát nước mà Quân đã giới thiệu bác về củ ấy. Ở bên dưới nó củ giống như là củ lạc các bác. Đấy, nó mọng mọng nước ấy. Cây này rất giống với cây củ cút các bác. Tuy nhiên nó có đặc điểm khác, đó là cái thân nó màu đen như này các bác. Thân đen. Đấy. Lá thì nó cứng hơn các bác. Lá cứng hơn. Và thân nó đen như này. Toàn bộ thân đen hết các bác. Đây các bác. Cái cây này ở trên vùng Quân người ta gọi là cây dương xỉ đen các bác nhá. Cái cây này thì ở trên vùng thường là mọc ở núi đá các bác. Tìm rất là khó. Đây củ nó vàng vàng như này các bác, củ bé lắm các bác. Đó. Củ rất là bé. Có một ít lông. Cái lông của nó giống như là cái lông của cây cu li các bác. Đây. Nó một tơ nữa. Khi chúng ta rút cái tơ này ra ở giữa thân các bác. Đấy. Chúng ta rút cái tơ ở giữa này ra. Đấy. Đây các bác, có một tơ ở giữa đây. Thì nó sẽ rỗng ở giữa như này. Đây. Cây này thì cũng vừa lấy về thôi các bác, vừa lấy về thôi. Còn khá là tươi. Thì cách dùng thì chúng ta mang về và rửa sạch các bác nhé. Rửa sạch đặc biệt là phần rễ này. Đấy. Sau đó là cắt đoạn và phơi âm can. Cái cây này thì chỉ cần phơi âm can là có thể khô được rồi. Nó ít nước thôi các bác. Đó là vị thuốc thứ tư. Vậy là chúng ta đã có 4 vị thuốc. Một là cây bàn tay ma, 2 là cây phổi bò, 3 là cây na rừng và 4 là cây dương xỉ đen. Là 4 vị thuốc. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái vị thuốc thứ 5. Đây các bác, nước sắc của bài thuốc ngày hôm nay đây ạ. Nó có vị hơi đắng các bác. Còn đây là một lần sắc này các bác. Bàn tay ma này các bác. Dây phổi bò này. Đó. Dây na rừng này các bác. Dương xỉ đen. Đấy, dương xỉ đen nó phơi âm can nó sẽ xanh như này các bác. Và cái vị thuốc thứ 5. Đây ạ. Chắc có một vài bác đã biết đến cái thuốc này rồi. Cái vị thuốc này rồi. Thì Quân có một đề nghị với các bác như này. Bác nào biết tên cái vị thuốc thứ 5 này, các bác có thể là bình luận xuống phía dưới giúp Quân. Quân sẽ có một phần quà. Đây ạ. Một bài thuốc tăng cường sinh lý trị giá là 600.000 đồng. Sẽ dành tặng cho bác nào bình luận sớm nhất và chính xác nhất cái vị thuốc thứ 5 này. Đấy. Các bác nhé. Thưa bác, là cái cách sử dụng cái bài thuốc chữa viêm xoang bằng cái bài thuốc uống này rất đơn giản đó bác. Từ 5 vị thuốc. Đây ạ, 5 vị thuốc. Đó.
Chúng ta sắc nước uống, thay nước hàng ngày, không kể là trước khi ăn hoặc là sau khi ăn, chúng ta đều có thể sử dụng được. Uống như là thay nước chè các bác, rất là đơn giản thôi. Có một cái điều lưu ý các bác như này. Cái thứ nhất là cái bài thuốc này là kiêng cho phụ nữ đang mang thai. Thứ hai là khi sử dụng cái thuốc này các bác không uống rượu là một, không ăn đồ cay, không ăn đồ nóng và không ăn đồ tanh. Đấy là bốn cái lưu ý các bác khi sử dụng cái bài thuốc chữa viêm xoang này các bác nhé. Và cô nhắc lại là các bác nào biết cái vị thuốc thứ năm này là vị thuốc gì thì có thể là bình luận xuống phía dưới giúp Quân. Quân sẽ có một phần quà trị giá là 600.000 đồng, một bài thuốc tăng cường sinh lý để dành tặng các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào bác và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau.